Giang, trời tối rồi, sao em không vô cho con ngủ mà còn ngồi đó ngắm mấy bộ đồ mới hoài vậy em? Thì đồ đẹp tôi mới ngắm, như tôi đẹp ra đường mới có người ngắm. Hôm nay em nói gì lại vậy? Anh không hiểu ý em muốn gì. Anh không hiểu ý em muốn gì à? Tôi muốn rời bỏ căn nhà này, rời bỏ căn nhà dột nát này, anh hiểu chưa? Dạ, em nói sao? Căn nhà dột nát này nghèo khổ lắm, phải không em? Em là người vợ mà tôi ớt già yêu thương. Suốt bao năm dài chịu chuộc nắng điều, chưa lần lớn tiếng vì cuộc sống già hòa xa mà em đang tâm quanh mặt cho đành. Anh có gian sinh tôi cũng không quay lại, cuộc sống nơi đây nghèo nàn cơ cực, sáng nắng chiều mưa khổ anh ơi.
lòng người nhân tình nay dời mai đói, ái âm hôm nào giờ theo áng mây bay. Anh luôn hết dạ chung tình, sao em đành nỡ quên tình xưa. Con ta biếu vắng mẹ hiền, trong đêm dài khóc kêu mẹ ơi. Anh hãy nói hết đi những gì quá hơn, tôi sẽ lắng nghe dù chỉ một lần. Con dài ngây thơ thì anh chăm sóc ân cần, biểu anh nghèo mà ham vợ đẹp con ngoan. Tôi tìm hạnh phúc cho mình nơi phố chợ thanh thang, anh nên chúc phúc chớ đừng cạn lối. Tôi bước xa đi không bao giờ tiếc nuối, dù tâm thân tàn cũng không về gặp lại anh. Dogs are awesome. Fleas, not so much. So, get Capstar to start killing fleas in just 30 minutes. Kill fleas fast with Capstar. Còn nhớ tôi sao? Anh Trường, em đã nghe hết những lời anh than thở. Em xin anh hãy tha lỗi cho mà lỗi nghĩa trăm năm, đêm đêm em tự khóc thầm khi mà
tán tay đời qua. Nhìn con tim thấy xót xa, tuổi thơ sẽ tình mẹ cha. Bao ngày giải dầu bông ba có đắng cay mới chợt nhận ra. Phải có lòng đắng cay mới chợt nhận ra những gì lầm lỗi. Nay em trở về đây chỉ mong anh một lần tha thứ người đã phụ anh chạy theo ư ao xa vời. Bao ngày quá anh sống như thế nào sao? Đã qua rồi bão tố mưa giông, em về lại ngôi nhà dòng nam, tuy đơn sơ nhưng tình nồng ấm. Nhưng em ơi, hạnh phúc ngọt ngào từ nhịp đập đôi tim, đâu xây dựng bằng kiếm tiền vật chất. Mình mãi bên nhau không còn xa vắng, em nguyện bên anh đi xuống cuộc đời. Ngôi nhà tràn ngập niềm vui không còn.